quý đã bớt chút thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, 10 năm một khoảng thời gian tuy chưa dài nhưng đã có ý nghĩa rất lớn lao, là dấu mốc cho sự trưởng thành của công ty. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển.